Vừa rồi là những thông tin liên quan tới giáo dục, còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin về tình hình phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, nhằm tăng cường kiểm soát người dân ra đường không cần thiết cũng như là không có lý do chính đáng thì công an thành phố Hà Nội đã tăng cường thêm 6 tổ công tác đặc biệt nhằm siết chặt kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội và đảm bảo an ninh trật tự. Như vậy thì sau khi tăng cường tổng số tuần tra kiểm soát thuộc công an thành phố Hà Nội là 12 tổ đầu từ 8 giờ ngày 30 tháng 8 trên tuyến đường Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, tổ công tác đặc biệt lập chốt dài khoảng 200 m nhằm hạn chế việc ùn ứ tại điểm kiểm tra giấy đi đường của người dân. Tổ có 20 chiến sĩ trong đó có 15 người thuộc công an thành phố Hà Nội, 5 người của công an các quận nơi đang thành lập chốt. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, tổ công tác đã kiểm tra hơn 1.000 phương tiện và có 8 trường hợp vi phạm xử lý, trong đó có 6 người vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 khi ra đường không có giấy đi đường và 2 người vi phạm lỗi về giao thông như không được một bảo hiểm điều khiển xe ô tô không có bằng lái giấy tờ xe.